Xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì cũng giống như mọi hôm, thì sau khi kết thúc cái phiên giao dịch thì chúng ta lại gặp nhau trong một cái video clip. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến anh chị gồm 4 phần. Đó là phần đầu tiên thì em sẽ cùng anh chị là nhận định cái phiên giao dịch của ngày hôm nay, thì sau khi thị trường chúng ta kết thúc thì xem thị trường chúng ta diễn biến như thế nào và thị trường của chúng ta có những gì. Phần thứ hai thì em sẽ chia sẻ đến anh chị về phân tích thị trường trong cái phiên ngày mai. Phần thứ ba thì em sẽ đi phân tích một vài cái nhóm cổ phiếu thì hôm nay có những cái tín hiệu giao dịch tích cực và những cái nhóm cổ phiếu mà đã báo mua. Phần thứ tư thì em sẽ đi phân tích một vài cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể theo dõi trong những phiên giao dịch tiếp theo. Thì nhìn cái bảng điện của ngày hôm nay thì khi kết thúc phiên giao dịch thì chúng ta có thể thấy là VN-Index của chúng ta giảm 10,12 điểm, tương ứng với mức là 0,69% về mốc là 1.466,45 điểm. Còn về độ rộng của thị trường thì VN-Index của chúng ta có 166 mã tăng giá, 40 mã đứng giá và 299 mã giảm giá, với khối lượng giao dịch là đạt hơn 34.000 tỷ đồng. Còn trên VN30 thì chúng ta có thể thấy là chỉ số này giảm cũng tương ứng với VN-Index khi giảm 11,46 điểm, tương ứng với là 0,75%. Thì về độ rộng của thị trường thì trên VN30 có 7 mã tăng giá, 3 mã đứng giá và 20 mã giảm giá. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là cả trên VN Index và trên VN30 thì những cái cổ phiếu mà giảm giá thì áp đảo những cái cổ phiếu mà tăng giá. Thì những mã mà tác động nhiều nhất đến việc giảm giá của VN Index và VN30 đó chính là HPG. Thì HPG đóng góp gần 2 điểm khi kéo chỉ số VN Index và VN30 của chúng ta xuống. Kế đến là GVG, tiếp theo nữa là Vinhome, Gas, Masan, HD Bank và VCB. Bên cạnh đó là VNLX. Còn những mã mà đóng góp tích cực cho VN-Index và VN30 của chúng ta thì cũng chiếm một tỷ trọng rất nhỏ khi đóng góp chưa đến 1%. Cái mã là BVH, BCM, HVN, FPT hay là Chermidex, DGVK. Thì trong phiên hôm nay thì chúng ta có thể nhận thấy là nhóm Blue Chip tiếp tục gây thất vọng với nhà đầu tư của chúng ta. Thì cái nhóm này trong phiên hôm nay cũng chẳng có những cái chuyển biến gì tích cực. Thì trong cái nhóm Blue Chip thì nó cũng giống như những cái phiên trước đây, thì đa phần đều đi ngang và những cái tín hiệu thì giao dịch ở trong cái biên độ hẹp. Thì trong cái nhóm Blue Chip thì chúng ta có thấy là thi thoảng ở trong phiên thì cái nhóm này thậm chí còn làm cho thị trường của chúng ta có những cái là rung lắc mạnh. Hoặc là nhóm Blue Chip trong những phiên gần đây chỉ đóng vai trò là điều tiết thị trường. Ví dụ như là nhóm Bank, khi thị trường của chúng ta có những phiên giảm điểm sâu thì nhóm Bank lại làm nhiệm vụ là kéo thị trường lên. Thì trên thị trường trong những phiên gần đây thì chúng ta có thể thấy là tiếp tục là sức nóng của nhóm cổ phiếu Penny và nhóm Midcap, khi dòng tiền vẫn cuồn cuộn tiếp tục đổ vào cái nhóm này và khiến nhóm này tiếp tục ngược dòng so với thị trường chung của chúng ta. Thì những cái mã cổ phiếu tốt và những cái mã cổ phiếu xấu thì đang xen và cứ thay nhau tăng hết biên độ trong những cái phiên gần đây. Thì trên đồ thị của VN-Index, đồ thị ngày thì chúng ta thấy là thanh khoản ngày một tăng dần lên nhưng điểm số thì lại không có gì đột biến. Thì với những cái diễn biến ở hiện tại thì chúng ta có thấy là dòng tiền đang tập trung ở những cái cổ phiếu đầu cơ, nhóm cổ phiếu Midcap hay Penny, khi mà những cái nhóm cổ phiếu này cứ tăng liên tục trong cái thời gian gần đây. Thì việc cái thị trường của chúng ta có đi lên tiếp tục hay không thì điểm số nó lại phụ thuộc vào cái nhóm Blue Chip. Tuy nhiên cái nhóm này thì lại không tăng điểm và cũng không có diễn biến gì tích cực. Mà cái nhóm Blue Chip của chúng ta thì hiện tại chỉ giao dịch theo cái kiểu là điều tiết cái thị trường của chúng ta. Do đó mà trong cái giai đoạn này thì nhà đầu tư của chúng ta cũng không nên quan tâm đến cái nhóm cổ phiếu này cho đến khi chúng có cái tín hiệu và cái dòng tiền quay trở lại cái nhóm này. Thì trong cái phiên hôm nay thì em cũng có khuyến nghị cái nhà đầu tư ở trong cái Zoom của em, đó là chúng ta nên chủ động chốt lời với những cái mã cổ phiếu mà suy yếu hoặc có cái đà tăng suy giảm, hoặc với những cái cổ phiếu mà đã đạt được cái lợi nhuận, hoặc là với những cái cổ phiếu mà anh chị đã sử dụng margin nhiều thì chúng ta nên hạ tỷ trọng dần theo chiều tăng của cổ phiếu. Thì hiện tại ở trên thị trường của chúng ta đang có một cái cơn sóng đầu cơ là điên cuồng. Thì việc cái cơn sóng đầu cơ điên cuồng như hiện tại thì cũng đã từng xuất hiện ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta kể từ khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta thành lập cho tới nay. Thì việc cái con sóng này kéo dài đến đâu và bao lâu thì cái điều đó là rất khó để chúng ta có thể dự đoán.
Cái điều mà đáng ngại là cái con sóng này nó sẽ làm cho nhà đầu tư của chúng ta là say mê với cái việc mua đủ giá mà quên đi những cái nguyên tắc về giao dịch hay là những cái nguyên tắc về quản trị vốn. Với cái việc mà chúng ta cứ say sưa đầu tư và mua đủ như vậy thì cái kết quả cuối cùng của những con sóng như thế này thì luôn dẫn đến những sự sụt giảm rất mạnh về chỉ số, và do đó mà số đông người sẽ là những người bị thiệt hại cuối cùng. Do đó mà anh chị nhà đầu tư ở trong room chúng ta thì chúng ta nên chủ động chốt lời ở trong những cái giai đoạn khi mà cổ phiếu đã tăng quá nóng, hoặc là những cái cổ phiếu nó tăng liên tục trong cái thời gian gần đây, và những cái danh mục của anh chị mà những cổ phiếu nào đang có đà suy giảm thì chúng ta nên chủ động chốt lời để tránh những cái phiên sụt giảm bất ngờ của thị trường trong thời gian tới. Chúng ta có thấy ở cái thời điểm hiện tại cái việc mua đuổi là cực kỳ nguy hiểm, hoặc là đu trần vào lúc này là rất nguy hiểm. Thì những cái mã cổ phiếu mà đã tăng 3-400% liên tục trong cái thời gian gần đây, hoặc là những cái mã cổ phiếu mà trong cái thời gian ngắn như trong 1 hoặc 2 tuần đã tăng 30-40% hay thậm chí là 100%, thì nếu mà anh chị mua đuổi nó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thì trong phiên hôm nay thì chúng ta có thấy là nhóm bất động sản và nhóm penny, những cái mã cổ phiếu mà đã tăng mạnh trong thời gian qua thì đã có một phiên chững lại và đang có những cái đà đi chậm lại. Bên cạnh đó còn có những cái cổ phiếu gặp phải áp lực chốt lời mạnh ở vùng giá cao khi đã tăng nóng trong cái thời gian qua. Thì trên biểu đồ VN-Index chúng ta có thể nhìn thấy là cái cột vol cứ tăng liên tục như thế này trong những phiên gần đây là khá nguy hiểm, khi mà chỉ số của chúng ta liên tục có những cái vol cao nhưng giá lại không tăng. Thì nhìn vào đây thì chúng ta có thể hiểu được là cơ cấu của dòng tiền khi việc tăng ở đây thì chủ yếu là tập trung ở nhóm Midcap và Penny. Còn nhóm VN30 của chúng ta thì hầu như là không tăng, thì thậm chí dòng tiền còn rút khỏi ra cái nhóm này. Và vol mà cứ tăng liên tục như thế này mà giá lại không tăng thì tất yếu là sẽ dẫn đến một cái phiên sụt giảm ngay sau đó. Cho nên ở cái giai đoạn này thì chúng ta phải hết sức là cẩn trọng. Nếu có mua mới thì chúng ta nên mua những cái mã mà đang chuẩn bị vào trend tăng hoặc là có cái đà tích lũy tốt sau cái nền giá. Thì chúng ta không nên mua đuổi những mã cổ phiếu đã tăng quá nóng trong cái thời gian qua, khi thậm chí có nhiều mã chỉ trong 1-2 tuần đã tăng cả 100%. Thì những cái mã như vậy thì chúng ta không nên mua. Còn trên VN30 thì chúng ta nhìn vào đồ thị của VN30 thì chúng ta có thể thấy là những phiên gần đây thì cái chỉ số này vẫn tiếp tục dao động trong cái biên độ hẹp. Và cái vùng hỗ trợ của chỉ số là vùng 1.512 điểm, và vùng kháng cự là 1.542 điểm, và chỉ số chúng ta hiện tại cũng chỉ giao dịch loanh quanh ở cái vùng này và chưa có gì đột biến. Còn với VN thì đã tăng khá là cao. Trong cái giai đoạn này thì cả VN30 và VN-Index của chúng ta thì nhìn cái đồ thị kiểu như này thì cũng chẳng có gì tích cực. Tất nhiên là trong giai đoạn này thì chúng ta nên lựa chọn cổ phiếu thay vì là chúng ta nhìn vào đồ thị của VN-Index hay VN30. Thì với những cái mã cổ phiếu nào mà có đà tăng giá nằm ở vùng giá mua thì chúng ta có thể mua được. Thì chúng ta lưu ý là dòng tiền hiện tại trên thị trường vẫn tiếp tục xoay vòng, thì cứ hết nhóm này thì lại qua nhóm khác. Để hôm nay kéo nhóm này thì hôm sau lại kéo với nhóm khác, và dòng tiền cứ như vậy thì luân chuyển ở trong thị trường chứ không thoát ra ngoài. Tuy nhiên thì với nhóm blue chip thì hiện tại thì dòng tiền liên tục rút ra khỏi nhóm này trong thời gian gần đây. Và trong cái thời gian tới đây mà nếu mà dòng tiền có quay lại cái nhóm này, em kỳ vọng cái nhóm này sẽ có cái nhịp tăng tốt hơn, đặc biệt là với cái nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thì với những cái diễn biến như hiện tại thì nếu mà chỉ số của chúng ta có cái đợt điều chỉnh về cái vùng 1.440 hoặc là cái vùng 1.450 và sau đó kéo lên thì sẽ đẹp hơn. Thì khi đó chúng ta sẽ có một cái nhịp rũ rất mạnh và thị trường lúc đó sẽ quay trở lại, thì chúng ta sẽ thấy là thị trường của chúng ta mạnh hơn. Còn hiện tại thì cứ liên tiếp giao dịch với những phiên trên 30.000 tỷ như thế này nhưng mà giá lại không tăng, thì đó là một cái điều mà chúng ta cũng phải đáng lo ngại trong cái thời gian tới. Thì dự kiến trong những cái phiên tới thì chỉ số chúng ta vẫn tiếp tục giao dịch quanh cái vùng 1.450-1.480. Còn dòng tiền thì như em đã nói thì nó sẽ vẫn tiếp tục phân hóa. Chúng ta cứ quan sát trong những phiên tới đây và sẽ có những cái quyết định là chúng ta nên làm gì. Rồi, phần tiếp theo là em sẽ đi sang cái phần số 2, đó là sẽ đi phân tích một số cái nhóm cổ phiếu mà có điểm nhấn trong thị trường của phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì đầu tiên là nhóm cổ phiếu ngân hàng, mã đầu tiên là TCB. Thì sau khi đóng cửa cái phiên hôm nay thì cái tín hiệu của hôm nay là tương đối là xấu,
khi có 1, 2, 3, 4, khi có 4 phiên liên tiếp là đóng cửa dưới đường MA20. Cái vùng hỗ trợ hiện tại của này là cái vùng 51. Mà nếu như trong những phiên sắp tới mà thủng cái vùng hỗ trợ này thì cái mã này là tương đối là xấu. Anh chị của chúng ta cần quan sát thêm cái mã này, và nếu như gãy cái vùng 51 thì chúng ta có thể là thoát vị thế đối với mã này. Còn với việc mua mới mã này thì chúng ta phải chờ mã này nó vượt lên vùng 52 và 53 thì chúng ta có thể tiếp tục mua mới. Thì với cái chart như hiện tại thì với cái việc cái đường ADX đang cắm xuống như thế này và cái nhóm VN30 thì lại đang không thu hút được dòng tiền, do đó là những cái tín hiệu với mã này thì cũng chưa được coi là khả quan. Mã tiếp theo là STB. Thì với mã STB thì có khá hơn TCB một chút, thì cái mã này hiện tại đang gặp khó ở cái vùng đỉnh là vùng 28-29. Trong những cái phiên tới thì cần cái thời gian để xử lý cái vùng đỉnh này, thì sau đó có cái đà tăng tiếp và sẽ hướng lên cái vùng 30-32 ở trên. Thì với những cái tín hiệu hiện tại là cái mã này vẫn đang nằm trên đường MA20 và đang nằm ở trên MA và các đường MA đang hướng lên, thì tín hiệu mã này vẫn ok, do đó chúng ta cứ tiếp tục quan sát và theo dõi những mã này. Và nếu như cái dòng tiền quay trở lại nhóm VN30 thì em kỳ vọng mã này nó sẽ chạy trước cái mã TCB. Mã tiếp theo là CTG. Thì mã CTG vẫn đang tích lũy ở cái vùng đỉnh sau khi không vượt qua được cái vùng đỉnh 33-34 này, thì đang tích lũy trở lại cái ngay tại cái vùng đỉnh này. Với cái tín hiệu hiện tại thì trong những cái phiên tới mã này sẽ tiếp tục tích lũy quanh cái vùng đỉnh này trước khi có một cái nhịp tăng mới. Với cái mã này thì chúng ta cứ quan sát thêm, và nếu như có dòng tiền quay trở lại thì chúng ta sẽ mua cái mã này khi mà nó vượt qua cái vùng giá 33. Mã tiếp theo là HDB. Thì với mã này sau khi vượt qua cái vùng đỉnh 27-28 thì đã quay trở lại test cái vùng đỉnh này. Với những cổ phiếu mà tăng vượt đỉnh và đi chậm trở lại hay test đỉnh thì trong những cái phiên tới thì với mã này thì cái xu hướng của nó sẽ là tích lũy xung quanh cái vùng 27-28 để kéo các cái đường MA lên và gần hơn với cái đám mây Kumo, thì sau đó sẽ có cái nhịp tăng mới. Chỉ có hàng đối với mã này thì chúng ta cứ tiếp tục giữ và quan sát. Mã tiếp theo là ACB. Với mã này thì đang giao dịch là khá là khó chịu khi đang ở trong mây. Tuy nhiên thì mã này vẫn đã có rất là nhiều phiên khi test lại đường MA20 và vẫn kết thúc nằm trên đường MA20, do đó mà trong những cái phiên tới thì chúng ta cần những cái tín hiệu đối với mã này xác nhận là có dòng tiền vào và vượt qua khỏi cái đám mây 33-34 này, thì nếu như có tín hiệu vào thì chúng ta có thể mua mới, còn hiện tại thì chúng ta cứ quan sát. Mã tiếp theo là MVB. Thì MVB thì cũng giống như ICB, thì khi vẫn đang giao dịch khá khó chịu ở trong mây, tuy nhiên thì vẫn đang nằm trên đường MA20 thì chúng ta cứ tiếp tục quan sát cái mã này. Mã tiếp theo là VID. Thì với mã này tương đối giống với cái mã HDB, khi mà vẫn đang gặp khó ở cái vùng đỉnh sau khi test đỉnh và đã quay trở lại tích lũy. Với tín hiệu của mã này thì vẫn đang tích lũy trên đường MA20, do đó mà trong những cái phiên tới mà cứ tích lũy với cái vol cạn kiệt như thế này thì khả năng mã này sẽ có một cái nhịp tăng mới. Và nếu như vượt qua cái vùng 44 thì mã này sẽ hướng lên cái vùng 48-50 ở trên này. Mã tiếp theo là VBB. Thì mã này tương đối là yếu khi đang giao dịch dưới đường MA20 và đang tích lũy ở dưới cái đường này và đã chạm mây. Với cái mã này thì chúng ta cần phải quan sát thêm, còn mua mới hiện tại thì mã này không có điểm mua. Thì theo em đánh giá thì cái nhóm ngân hàng thì vẫn đang có những cái tín hiệu chưa mấy gì gọi là khả quan, nên anh chị chúng ta cứ tiếp tục theo dõi với cái nhóm này. Hy vọng là dòng tiền quay trở lại thì cái nhóm này sẽ dẫn dắt thị trường trong cái thời gian tới và sẽ có những cái biên độ tăng tích cực hơn, và nhóm này đã tích lũy rất là lâu rồi. Thì nhóm tiếp theo là nhóm chứng khoán SHS. Thì mã này sau một cái phiên vượt đỉnh thì hôm nay đã đi chậm lại khi mà xoay quanh cái vùng đỉnh này. Thì trong những cái phiên sắp tới mã này nếu mà có quay trở lại cái vùng 44 thì đây là cái điểm mua tốt để cho anh chị mua nếu như mà chúng ta chưa có mua đối với cái mã này. Do đó mà anh chị nếu mà có hàng thì chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ và có thể là chốt lời ở vùng giá này nếu như mà chúng ta đạt được những cái target. Còn mua mới thì nếu như có điều chỉnh về vùng 44-45 thì anh chị có thể mua.
Mã tiếp theo là SI. Thì với mã SI thì hiện tại mã này vẫn rất là ok. Thì sau khi vượt qua cái vùng đỉnh thì đã có hai phiên test lại cái vùng này, và cái phiên hôm nay thì đã vẫn đóng cửa trên cái vùng đỉnh này, do đó cái tín hiệu hiện tại vẫn là rất là tích cực. Nên nếu mà anh chị nào chúng ta có hàng thì chúng ta cứ canh, nếu mà trong những cái phiên tới thì chúng ta có thể chốt lời. Mã tiếp theo là VND. Thì với mã VND thì hiện tại mã này vẫn đang xây nền rất tốt ở trên cái vùng đỉnh này. Với cái dạng MACD như thế này thì mã này vẫn đang rất là khỏe. Do đó mà anh chị chúng ta có thể chốt lời, còn không thì chúng ta cứ chờ, và mục tiêu của mã này sẽ là vùng 75, 76 ở trên này. Mã tiếp theo là VCI. Thì VCI thì nó cũng tương tự như VND khi vẫn đang tích lũy và xây nền tại vùng đỉnh rất là ok. Và với những cái đường MA đang hướng lên như thế này thì mã VND hoặc là VCI sẽ có những cái nhịp tăng mới. Do đó thì chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ đối với các cái cổ phiếu ở cái nhóm này. Với cái thị trường mà thanh khoản cao như thế này thì cái nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Nhóm tiếp theo là nhóm thép. Thì HPG, thì mã HPG thì như em đã nói ở trong những cái video của ngày hôm trước thì mã này vẫn tiếp tục cái đà giảm của mình. Và hiện tại thì cái vùng hỗ trợ của mã này, hỗ trợ cứng là cái vùng 50, 51 ở dưới này, thì khả năng cao trong những phiên tới mã này sẽ về lại cái vùng này. Và nếu như mã này thủng cái vùng này thì nó sẽ về cái vùng giá thấp hơn. Cái đó mà những cái cổ phiếu của cái nhóm thép hiện tại thì chúng ta nên quan sát, và chúng ta cũng chưa nên vội bắt đáy đối với cái nhóm cổ phiếu này khi mà cái đà tăng của nhóm này vẫn chưa cho thấy nó tạo nền. Hay như HSG. Thì HSG thì cũng vậy, thì hôm nay cũng đã chạm cái hỗ trợ của cái vùng 43, 44. Thì nếu như mà với những cái tín hiệu hiện tại thì khả năng mã này sẽ về tiếp cái vùng ở dưới này là vùng thấp hơn. Hay NKG. Thì NKG cũng vậy, hiện tại thì tín hiệu vẫn đang rất là xấu. TLH cũng tương tự. Thì với nhóm thép hiện tại thì vẫn chưa cho thấy cái việc tạo đáy của nhóm này. Cái đó mà anh chị chúng ta chưa nên giải ngân đối với cái nhóm này. Nhóm tiếp theo là nhóm dầu khí BVS. Thì với mã BVS thì cũng giống như những cái video clip của ngày hôm trước thì em đã phân tích cái mã này. Hiện tại thì mã này đang rất là yếu, thậm chí là hai phiên gần đây thì còn đóng cửa dưới đường MA20. Do đó mà với mã này thì chúng ta không nên mua. Và với mã BVS thì chúng ta lưu ý thêm một chút, đó là với cái dạng cổ phiếu mà đường MACD cứ liên tục là phân kỳ thì chúng ta không nên vào đối với những cái cổ phiếu này. Hoặc là một cái điểm khác để chúng ta lưu ý, nó là với những cổ phiếu mà sau khi break đỉnh thì quay trở lại test lại cái nền cũ, thì đó là một những trong những cái cổ phiếu rất là yếu và rất là khó chịu để chúng ta có thể giao dịch. Thì gặp những cái cổ phiếu này thì chúng ta nên tránh ra. Tiếp theo là BVD. Thì BVD hiện tại rất là mạnh, thậm chí là những cái phiên giảm thì cũng không về được cái vùng 29 là cái vùng hỗ trợ mạnh. Thì sau hai phiên giảm thì mã này đã bật tăng trở lại. Thì với cái dạng MACD đang hướng lên như thế này và chỉ báo RSI hiện tại đang rất mạnh thì mã này sẽ còn có những nhịp tăng tiếp theo, và cái vùng mục tiêu của mã này là vùng 34. Do đó nếu mà anh chị có hàng thì chúng ta có thể là canh chốt lời khi mà cổ phiếu tăng lên những cái vùng mục tiêu ở trên này. Tiếp theo là PLX. Thì hiện tại với mã này sau một phiên break đỉnh thì đã có 4 phiên xây nền tại cái vùng đỉnh này. Thì với những anh chị mà đầu tư, chúng ta đầu tư dài hạn và trung hạn thì chúng ta có thể là quan tâm đến mã này khi mà chặt tuần của mã này cũng đã cho những cái tín hiệu đầu tư rất là tích cực. Mã tiếp theo là gà. Thì với mã gà thì mã này tương đối là xấu khi những cái phiên gần đây thì giao dịch dưới cái đường MA20. Và với cái dạng MACD như thế này thì mã này nếu mà ai có hàng thì chúng ta nên thoát và không nên giữ đối với cái mã này. Là chúng ta cứ chờ nó mua mới, nếu mà tích lũy quanh đây tốt thì sẽ có một nhịp tăng mới, còn không thì sẽ có cái nhịp giảm sâu hơn là về cái vùng 110. Mã tiếp theo nó là BSR. Thì BSR thì cũng tương tự như là GA, thì hôm vẫn giao dịch quanh đường MA20 và MACD thì cũng đã phân kỳ âm. Thì với những mã này nếu anh chị quan tâm thì chúng ta cứ quan sát thêm, khi nào cho tín hiệu mua thì chúng ta hãy mua với mã này.
Còn hiện tại thì chúng ta không nên giải ngân đối với những cổ phiếu mà đang giao dịch dưới lực EMA20 thì không đạt tiêu chuẩn mua. Nhóm tiếp theo là nhóm bất động sản DG. Thì DG sau khi có một cái phiên rũ vào ngày 3 tháng 11 thì đã có những cái phiên tăng liên tục và đã vượt đỉnh. Thì mã này hiện tại đã có 3 phiên tích lũy tại cái vùng đỉnh. Do đó mà với cái dạng MACD như thế này thì mã này nếu mà chưa tạo mô hình hai đỉnh thì sẽ có một cái nhịp tăng tiếp theo. Anh chị chúng ta cứ quan sát, nếu mã này trong những phiên tới tích lũy tại đây với cái vol cạn kiệt thì chúng ta có thể vào mới. Thì hiện tại theo em đánh giá với MACD như thế này thì những cái mã này vẫn còn một cái trend tăng. Mã tiếp theo là LDG. Hiện tại với mã này chúng ta thấy là nó đang rất là mạnh khi mà tăng liên tục trong cái thời gian gần đây. Nếu như anh chị mua được ở cái vùng đáy này thì chúng ta đã có lợi nhuận 100% rồi. Thì với cái đường EMA cái dạng hướng lên như thế này thì nếu mà tích lũy tốt ở vùng này thì như em nói thì giống như con DG thì mã LDG nó sẽ vẫn còn một cái nhịp tăng nữa và có thể tạo mẫu hình hai đỉnh và sau đó sẽ giảm. Tuy nhiên với những anh chị mà chúng ta đã mua mã này trong cái thời gian trước thì chúng ta có thể thoát vị thế với mã này, đặc biệt ở cái thời điểm thị trường đang tăng quá nóng với cái nhóm bất động sản như thế này. Thì mã tiếp theo là VHM. Thì hiện tại mã này nó có một cái vùng hỗ trợ là vùng 81, 82 ở dưới này. Thì những cái phiên gần đây thì nó đã test thành công cái vùng hỗ trợ này và đang hướng lên. Tuy nhiên thì mã này vẫn đang giao dịch khá là khó chịu khi đang ở trong mây. Nếu mà vượt qua cái vùng 85, 86 thì chúng ta có thể canh mua mới. Thì với mã này thì anh chị đầu tư vẫn rất là ok. Còn nếu mà lướt sóng mã này thì không nên. Mã tiếp theo là QCG. Thì với mã này hiện tại đang rất là khỏe. Thì chúng ta thấy là vol cứ tăng cao liên tục như thế này. Thì với cái chart tuần thì mã này đã vào cái tín hiệu tăng mạnh. Do đó mà anh chị chúng ta cứ tiếp tục giữ cái mã này. Hay với chart tháng thì chart tháng thậm chí cũng rất là tốt và đang vào cái trend tăng. Thì trong hai phiên gần đây thì có thể thấy là cái nhóm bất động sản hiện tại đã có cái sự điều chỉnh và tích lũy ngay tại vùng đỉnh. Và nếu như cái tín hiệu này cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào một cái nhịp tăng mới của mã này. Thì chúng ta cần quan sát thêm và nếu như trong một vài phiên tới mã này cho tín hiệu thì chúng ta có thể quay lại với cái nhóm cổ phiếu này. Thì trong cái phần thứ tư thì em sẽ đi phân tích một vài cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm trong thời gian tới. Ví dụ như là VCG. Ví dụ như là VCG. Và tiếp theo là GMD. Thì mã GMD thì mã này em cũng đã có khuyến nghị ở trong room. Thì mã này thì sau khi vượt qua đỉnh thì đã có 1, 2, 3, 4 phiên test lại cái vùng đỉnh này và cái phiên hôm nay thì đã bật tăng trở lại và đóng cửa trên cái vùng đỉnh này. Nếu mà anh chị nào chúng ta mua được ở cái phiên break của cái ngày 9 tháng 11 thì rất là ok. Còn nếu như anh chị nào chúng ta chưa mua được với mã cổ phiếu này thì chúng ta có thể là canh mua đối với mã cổ phiếu này. Thì với tín hiệu hiện tại thì mã này vẫn còn mua được. Tiếp theo là HAH. Thì HAH hôm nay có một cái phiên là trần. Thì hôm nay nhìn chung là nhóm cổ phiếu về cảng biển, vận tải biển thì có những cái tín hiệu rất là tốt khi dòng tiền đang quay qua cái nhóm này. Do đó mà thì HAH nó cũng tương đối là giống với GMD, do đó mà nếu mà anh chị có mua thì chúng ta có thể canh mua trong những cái phiên ngày mai. Là mã tiếp theo là CAG. Thì CAG thì có tương đối yếu hơn một chút và mã này thì thuộc cái nhóm đầu cơ, do đó mà anh chị chúng ta nếu mà có mua thì chúng ta cũng nên thận trọng với những cái cổ phiếu thuộc dạng này. Tiếp theo đó là SGB. Thì với mã này thì cái chart của nó hiện tại thì không được đẹp cho lắm mà khi mà đã có ba đỉnh. Với những cổ phiếu mà có ba đỉnh như thế này thì chúng ta có thể là bỏ qua. Tiếp theo là TCVK. Thì với cái mã này thì với cái thanh khoản nó tương đối là thấp, do đó mà nếu anh chị chúng ta có cái vốn nhỏ thì chúng ta có thể quan tâm đến mã này. Còn với những ai mà đầu tư thì chúng ta có thể bỏ qua mã này. Thì em xin kết thúc cái video clip của ngày hôm nay tại đây. Thì xin chúc anh chị luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong giao dịch. Thì hy vọng những thông tin của video clip sẽ mang lại nhiều hữu ích cho anh chị trong những cái phiên giao dịch tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.